tiếp tục nhấp nha cả nhà. Vô đây nhấp chắc đó 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 con ếch nè, chưa thả mồi xuống con ếch nó bay lên rồi. Lụm nó nha. Mày lên. Đó. Vô đây làm nghề ếch này, vô đây ếch quá trời quá đất không. Ếch đã hình gỡ nha cả nhà. Thôi tiếp tục luôn cả nhà. Thôi rồi mình thấy con ếch nữa nha. Đó, đó. Mình giúp nha. Lên nữa nè. Ếch nữa nha. Vô đây thấy không ếch, vô đây ếch nhiều lắm. Thôi mình gửi ếch nha. Tiếp tục luôn nha nha. Cái này mình thấy con ếch nữa rồi. Đó đó đó. Nhảy xuống. Nhấp bờ nhảy xuống. Đó. Đó, ăn nha, ăn nha cả nhà. Nhấp mà trên bờ nhảy xuống hết. Mày chết mày nè. Con này bự quá nha. Con này dính cái tay. Nè nha con này, con này dính cái tay. Nó không dính chưa ăn mình giật. Dính cái chân nè. Dính cái chân nha nha. Thôi mình gỡ nha. Mình thấy con ếch nha. Trên bờ nhảy xuống. Đó đó đó. Đó. Dứt nữa nha. Không biết mày ăn chưa. Rồi xảy ra. Lên ếch nữa nè, nè. Chưa kịp bật máy luôn á. Mới vừa bật máy lên vừa thảy xuống nó dứt liền đó. Không kịp quay luôn. Đó. Mình không kịp quay luôn. Đó, mới vừa thả xuống đã đớp liền nhưng mà không kịp quay. Thôi mình gỡ ra. Tiếp tục thôi nha. Thảy vô trong cái lỗ đó thôi. Có con nào cũng khủng không. Cá này nó ăn nhấp chứ còn câu phao nó chậm ăn. Cá này ăn kỳ. Ếch là nó ếch ra nè. Ếch ra nè nha. Đó, vô nè. Vô bên bài nè. Đó. Ra ngoài cho dễ giật lên. Trời ơi, tiếp tục con ếch nha cả nhà. Thấy nó ngồi không? Đó. Lên không? Vũ anh đầy trong hốc ra.
dụ nó tùy trong cái lỗ đó. Rồi. Như không. Rồi, thấy đây có con nè. Câu thấy con này. Đó. Thấy nó dạng à. Lên rồi. Lên nốt mồi, còn mồi thả lại, câu lại cho nó. Nó ăn nó nhẹ nhàng. Nó ăn nhẹ thì không được đó, chưa. Dính không mày? Nè nè, hết rồi, đã không? Nó lấy từ từ. Thôi mình gỡ nha. Con hết nha nè, nhắc hết nè nha. Ngày mai bơm. Đó. Lặn nào nữa, bài đáp học cũng lặn rồi. Này cái con cũng đang đáp nữa, cái năm được cũng lặn rồi. Lên này chạy ớt nha nè. Dứt lên. Thấy ớt nữa nha cả nhà, nhấp ớt này nha. Lên mày rồi. Thank you.